Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2018, một cái Tết lại đang gần kề chúng ta. Ngọc Bền xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả toàn thể mọi người trên toàn quốc, nhất là các bạn yêu lan chúng ta. Và hôm nay chúng ta lại quay lại với những cái giống lan rừng rất là đẹp mà cơ sở chúng em muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Thì và sau đây là thông tin về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng thì xin vui lòng gọi vào trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé. Cơ sở chúng em sẽ bán hàng ship code đi toàn quốc luôn cho các bạn. Các bạn chỉ việc cần gọi điện đặt hàng và Ngọc Bền sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn, và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng tận nơi cho các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ em đi vào giới thiệu từng mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có luôn cho các bạn. Em sẽ giới thiệu chi tiết về từng loại luôn và giá chi tiết được từng loại. Cái giá em để đưa ra ở đây là chưa bao gồm có cái cước gửi nhé các bạn nhé. Tức là cái phí ship đấy ạ. Ở đây em như gần đây đóng này, đây là đùi gà tròn nhé các bạn nhé, đùi gà tròn rừng Tây Bắc, rừng Điện Biên, Lào Cai gì đấy. Đó, thân thì vàng óng luôn này. Đó. Cái hàng này thì nó khác với hàng của Lào thì xanh mướt hơn. Lô hàng Lào vừa rồi thì em được các bác ủng hộ hết rồi. Hàng Tây Bắc này thì hoa nó rất là tím đậm luôn nhé các bạn nhé. Loại này thì nó không có hàng dề đâu. Loại này thì nó cứ rời rời khó ghép một chút nhưng mà hoa lại cho màu nó tím đậm, mà thân lá nó cứng cáp hơn, mà nó khỏe hơn nhé các bạn nhé. Lô hàng Lào vừa rồi thì nó toàn hàng dề đấy, nhưng mà nó lại thân lá của nó lại mảnh khảnh hơn và nó eo uột hơn. Đó. Dề tối đa nhất nó chỉ chừng này thôi, chắc chừng 3 lạng. Đấy, những dề này như này chắc cũng chừng 1 lạng. Như này 1 2 lạng, như này chắc tầm 5 lạng các bạn ạ. Đấy, như các bạn lấy 5 lạng là về chơi một giò là cũng tương đối đẹp rồi. Đấy. 1 cân thì giò cực kỳ đẹp luôn. Hoa thì nở bung bét luôn, thân tơ cực kỳ nhiều nhá các bạn nhé. Đấy. Như dề này đây nó có hai thân hoa luôn. Đó. Hai thân hoa luôn này. Đấy. Thân già gần như là được cắt tỉa hết rồi, đấy. Tại vì cái dòng này á, bên Trung Quốc họ cũng thu mua để làm thảo dược nên là những cái thân già họ thường thường là họ cắt về họ bán sang Trung Quốc. Nha các bạn nhé, nên là chúng ta nhận được thì chủ yếu là thân hoa và thân tơ nên là rất là lợi kg cho chúng ta. Hàng này thì có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn ở bên này đây em có những cái phần lan rừng Trần Tuấn. Những cái phần lan rừng Trần Tuấn này em có ở đây tổng cộng là gồm có 4 phần đẹp. 4 phần đẹp, em có ghi số nhá. Ghi số và đề giá của từng phần luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Em để trên khổ giấy A4. Đó. Đây là phần số 1 này, em giới thiệu luôn cho các bạn cái phần số 1 này. Đấy, như khổ giấy A4 các bạn biết đấy, nó dài 20 phân, nó rộng 20 phân và dài là 30 nhá. Thì cái phần này thì các bạn cũng phải tưởng tượng ra là nó to bằng nào. Như ở đây thì phần này có hai, nó là liền dề luôn này. Ở đây là hai thân tơ này. Đấy, một khóm này là hai thân tơ này. Đây. Còn khóm này đây. Nó còn rất liền nhau luôn này. Thì đếm đếm thân tơ cho mọi người luôn. Thì nó gồm có đây một thân tơ, hai thân tơ, ba thân tơ, xem nào còn đâu nữa không.
Ở đây một thân tơ nhỏ nhỏ nữa thôi. Đây nữa. Khóm này có tới 4 thân tơ thôi, 4 thân tơ nhé các bạn nhé. Bây giờ là cây nó đang lên những cái nụ này. Đấy, những cái nụ này thì nụ nó dài quá thì nó cũng rụng bớt rồi. Đây, nụ này đang sưng này. Nó sưng dài cỡ này rồi đây. Đấy. Bây giờ đang bắt đầu nụ nhá. Cái này đang sưng mắt nụ này. Đấy, lan rừng Trần Tuấn thì hoa cực kỳ đẹp và nó dòng này nó cũng hiếm. Phần này là 500 nghìn nhé các bạn nhé. Phần số 2 cũng là 500 nghìn đây. Để em đếm thân tơ cho các mọi người luôn. Đây. Nó đây 1 2 3 3 thân tơ đây rồi. Bên dưới đấy 1 2 thân nữa. Mặt này xem nào. Mặt này được 1 thân nữa. Đấy. Mặt này được 1 thân rất là to đẹp luôn. Đó, nó đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây. Mắt nụ đây. Đấy, ngay trên ngón tay út của em nhé. Và đây một khóm nữa, khóm này gồm có 1 2 3 3 thân tơ. Hai khóm này là đấy. Phần số 2 cũng 500 nghìn này. Đấy. Còn đây phần số 3. Phần số 3 cực kỳ là đẹp luôn, một dề. Liền một dề luôn các bạn ạ, không hề rời nhé các bạn nhé. Liền một dề luôn này, rất là nhiều thân tơ. Cực kỳ nhiều thân tơ luôn dề này. Dề này có giá là 600 nghìn. Để đến thân tơ luôn. Những thân tơ đều cho nụ hết rồi nhé các bạn nhé. Đang có nụ này. Đó. 1 2 đây thân già. 3 4 riêng vễ bên này không là 4 thân tơ này. Để em đếm nốt vễ bên này nhé. 1 2 3 thân tơ nữa. Tất cả là 7 thân tơ mà to đẹp liền dề luôn. Về các bạn trồng chậu bằng bằng giá thể là vỏ thông hoặc là vỏ cây vũ sữa nha các bạn nhé. 600 nghìn một phần. Số 3 này. Đó. Thân rất to mập mạp dày dặn luôn. Đây là phần số 4. Cũng chỉ có giá là 500 nghìn này. To đẹp luôn. Đây em đếm thân tơ cho các bạn nhé. Đây. Ở đây nó gồm có 4 thân tơ này. Dề khóm bên này 4 thân tơ. 5 thân tơ nhé các bạn nhé. Đây một thân nữa này, thân này nó bị gãy này. Nhưng mà sắp tới nó đẻ con nhé. Khóm này có tới 5 thân tơ luôn này các bạn này. Đấy. Một thân là bị gãy nhá. Bị gãy ngọn nhá, đốt ngọn nên là có thể là nó có ra hoa được không thì nó còn để xem ở mắt rưỡi này đang sưng. Vẫn có thể ra hoa các bạn ạ, có một mắt ra hoa này. Cái dòng này thì mỗi thân nó chỉ ra 1 2 1 đến 3 mắt hoa thôi. Đấy, mỗi một thân này. Đây là 5 thân rồi này. Đây một thân nữa, 6 thân này. To đẹp luôn này. Đấy. 500 nghìn nhá. Cực kỳ là rẻ luôn. Đấy. Mỗi thân mà chưa đến 100 nghìn một thân. Còn ở đây là những cái phần 200 nghìn một phần. Hàng cây nhỏ, cây rời nhá các bạn nhá. Đấy, có cả những cái khóm nó nhỏ như này nhá. Đấy. Mỗi phần này là 200 nghìn. Đây cũng là 200 nghìn này. Đó. Đây cũng là 200 nghìn này. Những cái phần 200 nghìn này thì khỏi phải xem chi tiết. Tại vì cái này để em đếm thân tơ cho các bạn xem. 1. Cái này cũng sẽ có một thân tơ này. 2 này. 3, 4 này. Rất đẹp luôn này. Đang nhú nụ này. Đó. 5 này. 6. 6 này. 6 bị gãy này. Nhá. 7. 8. 9. 9 thân. Nó rơi vào độ khoảng 8 đến 10 thân. Tùy vào to nhỏ nhé các bạn nhé. To thì nó được ít thân tơ hơn. Mà nhỏ thì nó được nhiều hơn. Ở đây em có 5 phần 200 nhé các bạn nhé. Nên là các bạn đặt phần 200 thì cứ lấy solo rồi em bốc. Em lấy ngẫu nhiên cho các bạn. Tại vì em quay xong em sẽ phải dồn lại. Để cho nó gọn gàng em gói lan cho các bạn. Còn những cái phần này thì em gói thành số rồi. Nên là các bạn cứ thích số nào thì lấy số đấy thôi. Đấy. Em quay chi tiết rồi. Và đây em giới thiệu nhanh, à đây, em giới thiệu luôn mấy phần kèn rừng. Hàng kèn rừng đây, mỗi phần này là 400 nghìn nhé các bạn nhé. Kèn rừng, đó, em đếm thân tơ cho các bạn này. Nó gồm có 5 thân tơ nhé các bạn nhé, mỗi phần này. Đấy, một phần kèn rừng đây, nó dài độ khoảng 20-30cm, 30-35cm như vậy. Đấy, 20-30-35cm. Đây, đó, ở đây em có được có
nó 5 phần đây này. Đấy. Như lúc nãy bạn ấy cũng sắp ra cho các bạn là nó đều đều nhau hết rồi. Đấy, mỗi phần là 400.000 nhé các bạn nhé. Phần nào cũng là 5 thân tơ nhé. Đây là những thân tơ này. Đấy. Còn ở đây là ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu đã được thuần nhé các bạn nhé. Mỗi bảng này em bán giá là 120.000 một bảng thôi. Thì mỗi bảng nó sẽ gồm có 3 4 thân hoa. Đấy. Như bảng này đây có 4 thân hoa này. Đó. Đấy, 4 thân hoa này. Đây, bảng này như thế. Bảng này nó gồm có 3 thân hoa nhưng mà nó to mập mạp hơn. Những cái bảng 4 thân thì thường thường nó nhỏ hơn. Đấy. Có 5 bảng thì mỗi bảng là 120.000 nhé các bạn nhé. Và đây giới thiệu nhanh, hạc vĩ Bắc thân to đẹp luôn này. Đang chuẩn bị lên nụ nhé các bạn nhé. Hạc vĩ Bắc chuẩn bị nụ nhé. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Tất nhiên hàng rừng thì nó sẽ có gãy thân tơ nhưng mà gãy tỷ lệ gãy nó phải dài. Nó lại chỉ gãy ở phần đuôi chẳng hạn thôi. Đấy, như đây này. Nó thường hay bị gãy đi một đoạn nó khá là dài á các bạn ạ. Đó. Những cái lá này nó bị úa là nó đang đang xuống lá rồi nên là cũng không sao đâu các bạn nhé. Chúng ta chơi hoa. Là à quên. Giá hạc vĩ Bắc là 260.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn đây là cái lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì có giá là 80.000 1 kg thôi, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Loại này thì đang chuẩn bị lịch có nụ nhé các bạn nhé. Đấy, đang chuẩn bị có nụ rồi. Và còn ở đây là long hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hàng giống giá là 200.000 một cân thôi. Đấy. Hoàng thảo vôi hàng giống thì nó sẽ hơi vụn vụn một tí và nó có cả gãy thân tơ. Đây, như thằng này đây thì nó gãy thân tơ, những cái thân này chúng ta lấy vị ươm ki lên rất là khỏe. Giá là 200.000 cái hàng giống, còn hàng đẹp ở bên này đây, 260.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng này thân hoa thì còn lành lặn. Đấy, thân này nó gãy thì cho vào thằng hàng giống. Cái này lúc gửi hàng đi chúng em sẽ còn sơ lọc kỹ nữa, tại vì lúc lấy về em lọc sơ sơ thôi. Như thằng này đây một dề nhưng nó bị gãy mất một thân, vẫn còn hai thân tơ thì còn chấp nhận được cho vào thằng hàng đẹp. Đấy. Còn đây là kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì bây giờ nó đang là mùa lên nụ nảy nụ rồi. Chỗ này em của em chắc chỉ được chừng khoảng 1 cân thôi. Đây, những cái nụ kim điệp thơm đây đang ra rất dài này. Có những cây mà nó chưa ra thì sắp tới nó sẽ ra nhé các bạn nhé. Như cây này nó chưa ra này. Đấy. Đây, cái thân tơ to đùng nên mà chưa ra nụ này. Kim điệp thơm thì là 250 1 kg. Tối nay em lại tiếp tục cập nhật về chừng khoảng 20 kg, nên các bạn cứ việc đặt hàng thì em sẽ gửi hàng đẹp cho các bạn. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân này hàng giống nhé các bạn nhé. Các bạn ấy để hàng giống với hàng đẹp cách xa nhau quá. Cái hàng giống này là giá là 200.000 một cân thôi. Đấy. Hàng giống này thì thân nó ngắn. Rất được nhiều cái đầu thân tơ 1 kg á. Thân nó ngắn 1 cân có khả năng là đến tới 50 đầu thân tơ luôn. Chúng ta cho vào vườn để chăm sóc sang năm. Bán theo bảng, theo giò. Cực kỳ là dôi nhá. Để em đi quay luôn cái hàng đẹp cho các bạn. Ở đây là long tu xuân hàng đẹp đây. Thì có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Dài đẹp luôn. Không có hề có thân ngắn luôn. Đấy, thân tơ này dài này. Ít nhất nó cũng phải 2 5 phân trở lên. Thằng này gãy thì cho vào hàng rỗng. Đấy. Cái này thì chúng em cũng chưa chưa lọc ra được hết. Đấy. Đây những thằng này cho vào giống. Đấy, ít nhất nó mà dài. Đấy, hàng đẹp dài mượt mạt luôn. Bao đẹp cho các bạn luôn. 250. Còn ở đây coi em có còn có 4 bó nghệ tâm. 4 bó nghệ tâm này mỗi bó là 100.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. 100.000 một bó. Còn ở đây là những cây
Ở bên này đây là cây tiểu cẩm chi. Cái tiểu cẩm chi này có giá là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. Đây, một cây sẽ như thế này. Tiểu cẩm chi thì cho những cái chùm hoa tím đậm rất là đẹp, nó thuộc về dòng dáng hương nên là chúng ta trồng vào chậu cũng được, nhưng mà ghép vào gỗ thì đẹp hơn nhé các bạn nhé. Ghép vào gỗ lúa thì đẹp hơn. Còn đây là cây cẩm chi lá to này. Đây là cây cẩm chi lá to này cho bông màu tím vàng nhé các bạn nhé. Còn thằng này thì tím trắng này. Bông hoa nó đều to như nhau thôi. Thằng cẩm chi to thì có cũng có giá là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy, ở đây em có chừng khoảng 1-20 cây gì đấy. Nên là đủ chia cho các bạn. Đó, cái vòi hoa của nó dài 20 đến 30 cm luôn nhé các bạn nhé. Riêng cái thằng to này nó dài tận 50 cm có này, nhưng mà chúng ta nuôi phải cực kỳ tốt. Đấy, như thằng này đây là như này là to nhất rồi, cây tiểu cẩm chi á. Nhưng mà bông của nó không kém cái thằng lá to này đâu. Đấy, nên các bạn đặt là nhớ tên gọi cho em nhé. Cái lá nhỏ là tiểu cẩm chi. Còn cái lá to là cẩm chi hoa vàng nhé. Nó là tím vàng chứ không phải là hoa vàng, nhưng để dễ phân biệt thì các bạn cứ gọi cho em là hoa vàng nhé. Lá to nhé. Đấy, còn ở đây còn hai bó tóc tiên. Hai bó tóc tiên này thì em bán chia sẻ với các bạn là mỗi bó là 100.000 nhé các bạn nhé. 100.000 một bó. Đấy, hai bó tóc tiên. Và cái phần đuôi cáo này em có khách lấy rồi này, 1 kg rồi. Còn đây là lan ngọc thạch Bắc. Ngọc thạch ba màu hàng Bắc nhé các bạn nhé. Thân cứng cáp luôn. Mà thân nó to đều chứ nó không ấy. Hàng Lào thì nó mảnh hơn nhé các bạn nhé. Cái này có giá là 170.000 1 kg nhé các bạn nhé. Ngọc thạch ba màu. Hàng khô ráo chuẩn bị lên nụ nhé. Còn đây là lan dáng hương đuôi chồn. Loại cây to đây thì em bán giá là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, nhiều bác thích chơi cây to thì lấy cây to đây. Còn bạn nào thích hàng giống thì ở bên này. Hàng giống thì 160.000 1 kg thôi. Hàng giống thì nó có cây nhỏ và cây to. Thằng này thì cho vào hàng cây to rồi. Đấy, cây nhỏ, cây vừa có này. Với cả cây to nó bị sâu lá nhiều. Đấy, thì nó cũng ở đây. Hàng này thì 160.000 thôi. Hàng giống. Đấy. Còn ở đây em còn ký dề kiểu cam. Dề kiểu cam, kiểu vuông. Nhớ các bạn nhé. Dề này 250.000. Bạn nào lấy em gửi luôn. Cho nào. Đấy, về trồng một giỏ rất là đẹp luôn. Dề này rất đẹp. Cái này là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo mỗi tua có giá là 120.000 nhé các bạn nhé. Hôm nay là cái giọng của em nó bị lạc giọng do cái gió mùa lại về. Nên là hơi lạc giọng này, không thể nói được nhiều. 120.000 1 kg hoàng thảo mỗi tua nhé các bạn nhé. Đấy. Đây. Đấy. Đây. Nó có cả một chút hàng nhỏ nhỏ, nhưng mà hàng nhỏ rất ít thôi. Cái này lúc gửi hàng thì chúng em còn lọc một lần nữa. Hàng nào mà nhỏ xấu quá em cho vào vườn em ghép. Đây, hàng đẹp đây. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân toàn hàng dề vừa vừa này, rất là đẹp luôn này. Đấy. Đấy. Đấy, hàng dề vừa vừa rất đẹp luôn này. Đó. Này không biết là cởi được bó này. Bó này chắc chắn nhé, thân ngắn đẹp hơn. Yeah. Đấy. Đấy, nó cũng toàn hàng dề này. Đó. Kim điệp xuân chuẩn bị lên nụ nhá các bạn nhá. Lấy sớm để cho khỏi hỏng nụ để chúng ta xem hoa nhá. 120.000 một cân. Còn đây là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng nó khác với nhất điểm hoàng nhá các bạn nhá. Nhất điểm hồng đang chuẩn bị lên nụ. Nhất điểm hồng có giá là 150.000 1 kg nhá các bạn nhá. Sóc tím có khách rồi này. Cái vảy rồng em còn chừng này nữa này. Vảy rồng chắc chỉ còn chừng hơn cân tí. Nên là bác nào mà lấy hết chỗ này thì em ưu đãi cho là lấy
Cả đống này là 150.000 thôi. Đấy. Hôm nay bán mua bay bán đắt cho các bạn. Bạch nhạn đây còn chừng khoảng ký rưỡi. Đấy, bạn nào lấy em cũng để luôn cho các bạn là 150.000 thôi, cả đống này. Bạch nhạn nhé. Còn đây lan báo hỉ. Lan báo hỉ này có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, báo hỉ. Hàng rất là đẹp luôn. Khô ráo đang chuẩn bị cho hoa rồi. Báo hỉ thì nói đến cái tên báo hỉ thì cực kỳ là hay rồi. Thì nó nở hoa là nó báo hỉ của gia đình mình. Đấy. Có những lúc nó nở hoa và cả mùa đông nó vẫn nở. Này. Có hoa là có hỉ nhá các bạn nhá. 180.000 1 kg. Còn ở đây là long tu đá hoa tím hàng Bắc nhé các bạn nhé. Long tu đá hoa tím hàng Bắc. Cái này thì thân to đẹp luôn. Mượt mát luôn, vàng óng luôn này. Đấy, thấy chưa? Thân nào thân đấy gần như là vàng óng. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thằng này là nó chủ yếu ở rừng là nó thân xanh nhá, nhưng mà cái vùng này là được cái vùng thân vàng óng này. Không biết là hoa nó sẽ đậm hơn không. 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Long tu xanh hoa, long tu đá hoa tím nhé. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc thì có giá là 200.000 1 kg. Đấy. Hàng bây giờ rất là khô ráo. Nó như là củi khô luôn. Đấy. Nên các bác mới chơi cái thằng này thì cứ yên tâm là nó sẽ cho hoa nhé. Cho hoa lên mầm gốc tươi rõ rõ nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, vừa rồi là những cái mặt hàng lan mà ngày hôm nay có. Thì các bạn thích loại lan nào thì xin hãy gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại như ở đầu tiêu đề và đầu clip em đã đề cập vào nhé. Em cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhé.